Rái cá nó thích nhất là em biến hình thành tiên cá. Dạ, em mà mọc chân nó không ưa đâu. Mà em biến hình thành tiên cá nó cứ va vẫy bên em hoài, nó chọc em á. Em phải đeo kính bơi bởi vì nước dơ nó sẽ làm hư mắt em. Chứ em không sợ nước vô trong mắt bởi vì mắt em nhìn được trong nước. Nhưng mà cái sự ô nhiễm của dòng sông đó, nó sẽ làm hư cặp mắt nhìn thấu đại dương của em.